Trong số tất cả các loài động vật thời tiền sử từng tồn tại, khủng long là một trong những loài phổ biến nhất. Với kích thước khổng lồ và nhiều đặc điểm tiến hóa đặc biệt, những loài bò sát thời tiền sử này đã thống trị trái đất trong hàng triệu năm. Ngoài kích thước khổng lồ, khủng long còn thể hiện nhiều khả năng thích nghi khác, chẳng hạn như tốc độ khủng khiếp. Mặc dù không phải tất cả các loài khủng long đều có tốc độ tốt, nhưng vẫn có một số loài có khả năng đó. Ở nhiều khía cạnh, sự sống sót và thành công của chúng phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ. Trong khi một số loài khủng long to lớn và mạnh mẽ, thì những loài khác lại sống trong môi trường đòi hỏi sự nhanh nhẹn để tồn tại. Tốc độ của chúng là một vũ khí quan trọng trong việc săn mồi. Khả năng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với con mồi đã cải thiện tỷ lệ săn mồi thành công. Đối với những loài nhỏ hơn hoặc các loài ăn cỏ có tốc độ, thì chính tốc độ của chúng cũng giúp chúng dễ dàng thoát khỏi kẻ săn mồi. Tốc độ cũng cho phép khủng long chuyển đổi giữa môi trường sống khác nhau, giúp chúng có thể vượt qua nhiều địa hình khác nhau một cách hiệu quả. Khả năng thích ứng này giúp chúng tăng cơ hội sống sót khi phải đối mặt với những thay đổi về môi trường, chẳng hạn như khí hậu hoặc thay đổi sự xuất hiện của hệ sinh thái mới. Trong video ngày hôm nay, Ultrasia chúng mình sẽ cùng các bạn điểm qua một số loài khủng long có tốc độ nhanh nhất. Như thường lệ thì video này được chúng mình trích dẫn từ nhiều nguồn và phần mang ý kiến cá nhân, nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn cứ bình luận góp ý bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultrasia, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Để tạo ra danh sách những loài khủng long nhanh nhất, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ hóa thạch và nghiên cứu cấu tạo của các loài khủng long khác nhau. Họ đã xác định loài khủng long nào có khối lượng cơ bắp cao nhất và đôi chân nhanh nhất. Tất cả những yếu tố này đã góp phần tạo nên tiềm năng tốc độ của một loài khủng long. Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh hóa thạch của hơn chục loài và sử dụng mô phỏng máy tính để đo và ghi lại tốc độ tối đa mà mỗi loài có thể đạt tới. Dữ liệu này sau đó được tổng hợp thành một danh sách những loài khủng long từ chậm nhất cho đến nhanh nhất. Kết quả cho thấy một số loại có thể đạt được tốc độ lên tới 96 km/h. Số 10. Utah Raptor. Với kích thước vượt trội, móng vuốt sắc như dao cạo và bản năng săn mồi, Utah Raptor đã thống trị các vùng đất cổ xưa trong thời kỳ đầu kỷ phấn trắng, khoảng 125 triệu năm trước. Vẫn tiếp tục có những phỏng đoán về tốc độ và sự nhanh nhẹn của Utah Raptor, mặc dù kích thước và khả năng săn mồi của nó đã được công nhận rộng rãi. Utah Raptor là một trong những thành viên của họ khủng long Theropod và có thân hình tương đối nhẹ. Nó có thân hình dài và gầy, các chi sâu khỏe và một cái đuôi cứng giúp tăng cường sự nhanh nhẹn. Đôi chân của Utah Raptor rất quan trọng, các xương bàn chân to lớn tạo thành nền tảng vững chắc để phóng về phía trước, trong khi xương đùi dài tạo đòn bẩy và cho phép thực hiện những cú nhảy vọt. Ngoài ra, sự hiện diện của xương đổng đã làm giảm tổng tải trọng của loài khủng long này, giúp tăng khả năng tăng tốc. Các chuyên gia đưa ra tốc độ trung bình của nó là khoảng 32 km/h. Số 9. Compsognathus. Compsognathus có nghĩa là thanh lịch, là một loài khủng long chân thú nhỏ sống vào cuối kỷ Jura khoảng 150 triệu năm trước. Thường được gọi là một trong những loài khủng long nhỏ nhất thế giới, Compsognathus nặng khoảng 2,5 kg và dài chỉ 1 mét. Giống như nhiều loài khủng long nhỏ khác, Compsognathus có các đặc điểm thể chất đã được thay đổi để tăng tốc độ và sự nhanh nhẹn. Cơ thể mảnh khảnh, chân sau mở rộng và chiếc đuôi dài đã giúp tăng tốc độ di chuyển của nó. Ngoài ra, xương của nó rỗng và móng giúp giảm trọng lượng trong khi vẫn có cấu trúc chắc chắn. Bằng cách phân tích tỷ lệ các chi và hình thái chức năng của Compsognathus, các nhà nghiên cứu đã đưa ra ước tính về tốc độ là 40 km/h. Ngoài các thuộc tính vật lý, tăng tốc độ của Compsognathus còn có ý nghĩa quan trọng về mặt hành vi. Tốc độ này sẽ giúp nó sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, lấp đầy các hốc sinh thái khác nhau và thoát khỏi xung đột với những kẻ săn mồi mạnh mẽ hơn. Nó có thể đã sử dụng khả năng di chuyển của mình để vượt qua những địa hình khó khăn, tìm kiếm sự an toàn và con mồi. Số 8. Colophysis. Colophysis là một loài khủng long thuộc họ Colophysidae, sinh sống ở siêu lục địa Pangaea khoảng 215 triệu năm trước. Với chiều dài trung bình 2 mét, nó sở hữu một thân hình nhẹ, được tạo hóa ban tặng để di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt. Cổ dài, hàm răng sắc nhọn và bàn tay có móng vuốt cho thấy bản chất săn mồi của nó. Nó săn các loài bò sát nhỏ và động vật có vú thời kỳ đầu. Trong hệ sinh thái khắc nghiệt của kỷ Trias, sự nhanh nhẹn và tốc độ của Colophysis đóng vai trò quan trọng đối với sự sống. Các chuyên gia cho rằng loài khủng long này có thể đã sử dụng chiến thuật phục kích và dùng tốc độ để đuổi theo con mồi khi đi săn, bằng cách so sánh các đặc điểm giải phẫu của nó với các đặc điểm giải phẫu của các động vật hiện đại. Các nhà khoa học ước tính rằng thợ săn kỷ Trias này
có thể sở hữu tốc độ lên tới 48 km/h. Sự thích ứng về mặt giải phẫu của Coelophysis đối với tốc độ và sự nhanh nhẹn cung cấp những hiểu biết có giá trị về tiến hóa của những đặc điểm ở các hậu duệ khủng long của nó. Hóa thạch Coelophysis cũng đã được tìm thấy trong một chôn tập thể, làm tăng khả năng chúng có thể đã có hành vi bầy đàn, một giả thuyết ủng hộ bởi tương tác xã hội và chiến lược săn mồi chung của chúng. Số 7. Ornithomimus. Ornithomimus thuộc họ Ornithomimidae là một loài khủng long có thân hình mảnh mai giống đà điểu và cơ thể nhẹ cân. Tên của nó có nghĩa là bắt chước chim, do nó giống với một số loài chim không biết bay thời hiện đại, đặc biệt là đà điểu. Loài khủng long này thích nghi tốt với khả năng di chuyển nhanh, với tư thế gầy gò, đi bằng hai chân và cánh tay dang rộng, có thể thực hiện chuyển động nhanh và sử dụng năng lượng hiệu quả và cấu trúc nhẹ của cơ thể, bao gồm xương rỗng và khối lượng cơ giảm. Việc xác định tốc độ tối đa của Ornithomimus vẫn còn phức tạp do thiếu hóa thạch cần thiết. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã ước tính tốc độ của nó thông qua giải phẫu so sánh và mô hình cơ sinh học. Theo nhiều chuyên gia dành thời gian nghiên cứu về loài này, tốc độ trung bình của Ornithomimus được đặt ở mức 50 km/h. Không giống những loài khủng long khác sử dụng nhanh nhẹn để săn mồi, thì Ornithomimus có thể sử dụng nó để thoát khỏi những kẻ săn mồi. Số 6. Allosaurus. Thời kỳ cuối kỷ Jura khoảng 155 đến 145 triệu năm trước là thời điểm loài Allosaurus, tên có nghĩa là thằng lằn di biệt, tồn tại. Nó có thân hình săn chắc với chiều cao lên tới 2,25 mét và nặng 1,5 tấn. Allosaurus là loài ăn thịt thích hợp cho việc săn bắt nhờ tứ chi khỏe mạnh, thể hình vạm vỡ và hàm răng cưa sắc nhọn. Mặc dù việc đánh giá tốc độ trực tiếp từ xương hóa thạch là một thách thức, nhưng các cuộc điều tra cơ sinh học đưa ra những hiểu biết cần thiết về khả năng của loài khủng long này. Allosaurus có các chi sâu tương đối dài, cho thấy sự thích nghi với chuyển động nhanh chóng. Dựa trên mô hình cơ sinh học và so sánh với các loài động vật còn tồn tại, các nhà khoa học ước tính rằng Allosaurus có thể đạt được tốc độ từ 30 đến 55 km/h. Tốc độ tổng thể của nó ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ sinh thái và chiến thuật săn mồi của nó. Nó có thể dễ dàng đuổi theo và vượt qua con mồi, rất có thể bao gồm cả những loài khủng long ăn cỏ như Stegosaurus và Diplodocus nhờ khả năng đạt tốc độ cao. Do tính linh động của đó, Allosaurus có thể sử dụng các chiến lược săn mồi phục kích hoặc truy đuổi con mồi đang chạy trốn, tăng cơ hội để bắt được con mồi. Số 5. Gallimimus. Gallimimus thuộc nhóm khủng long chân thú Theropod, là loài vật đi bằng hai chân sống vào cuối kỷ phân trắng, cách đây 70 triệu năm. Với chiều dài trung bình khoảng 6 mét và chiều cao khoảng 1,9 mét, Gallimimus sở hữu cấu trúc xương nhẹ cho phép tăng cường khả năng di chuyển và tốc độ. Loài khủng long này có thân hình mảnh khảnh và đôi chân thon dài. Cánh tay ấn tượng của Gallimimus là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của nó. Bàn tay có 3 ngón trên chi trước dài và mỏng đầy, không nhằm mục đích nắm bắt hay săn mồi mà để giữ thăng bằng khi di chuyển nhanh. Sự thích nghi này và các chi sâu khỏe mạnh đã hỗ trợ khả năng di chuyển nhanh chóng của nó. Vì không có mẫu vật Gallimimus còn sống, vì điều này nên các nhà nghiên cứu phải dựa vào mô hình máy tính, nghiên cứu cơ sinh học và so sánh với các loài cùng thời để đưa ra ước tính có căn cứ. Theo ước tính của các chuyên gia này, Gallimimus đạt tốc độ trung bình 56 km/h. Ước tính này xem xét các đặc điểm vật lý của loài khủng long, chẳng hạn như chiều dài chân, tỷ lệ cơ thể và các điểm bám cơ, cũng như những hạn chế do cấu trúc xương của nó gây ra. Mấy ông chơi Ark Survival chắc cũng biết con khủng long này chạy nhanh như nào rồi ha. Số 4. Velociraptor. Là thành viên của gia đình Theropod nổi tiếng, Velociraptor là một loài khủng long cỡ trung bình. Tốc độ đáng kinh ngạc của nó là kết quả của sự kết hợp hiếm có giữa các đặc điểm giải phẫu và các chi sâu dài và thon gọn là đặc điểm đáng chú ý nhất của nó. Velociraptor có thể di chuyển nhanh vì những chi này rất thích hợp để đuổi theo con mồi hoặc thực hiện các động tác né tránh. Trong khi cấu trúc xương của nó đóng vai trò quan trọng trong tốc độ, thì cơ bắp mạnh mẽ của nó cũng quan trọng không kém. Cơ chân của loài khủng long này rất khỏe và có khả năng tạo ra nhiều lực, đặc biệt là ở đùi. Tốc độ trung bình của Velociraptor vẫn còn là một cuộc tranh luận giữa các chuyên gia, nhưng nhiều người cho rằng tốc độ của nó nằm trong khoảng 40-64 km/h. Tốc độ đáng nể này là một công cụ thiết yếu trong chiến lược săn mồi của nó. Nhiều người tin rằng những loài săn mồi này săn mồi theo bay, phối hợp di chuyển để dễ bắt những con mồi lớn. Velociraptor có thể thực hiện một cuộc phục kích chính xác hoặc truy đuổi mục tiêu trong khi kết hợp sự nhanh nhẹn và tốc độ vượt qua chúng bằng sự hung hãn và số lượng tuyệt đối của mình. Số 3. Deinonychus. Deinonychus là một loài khủng long thuộc họ Dromaeosauridae và tồn tại trong thời kỳ kỷ phân trắng. Để hiểu được tốc độ của Deinonychus, điều cần thiết là phải khám phá giải phẫu và sự thích nghi của nó. Loài khủng long này sở hữu thân hình mảnh mai,
nhẹ nhàng với chiều dài trung bình từ 3 đến 3,7 m và chiều cao khoảng 1 m ở hông. Nó được đặc trưng bởi các chi sâu dài và cơ bắp, cần thiết cho tốc độ và sự nhanh nhẹn. Các chi sâu của Deinonychus có cấu trúc để vận động nhanh, xương chân dưới được kéo dài và hợp nhất, tận dụng cơ bắp chân mạnh mẽ và những khả năng thích ứng này cho phép nó tăng tốc nhanh. Mặc dù nhỏ hơn nhiều loài khủng long khác, nhưng bù lại với tốc độ lên tới 70 km/h chỉ trong những cú chạy nương rút ngắn, đã giúp Deinonychus trở nên vô cùng nguy hiểm trong môi trường sống của mình. Để chế ngự con mồi, Deinonychus có thể đã sử dụng kết hợp giữa ẩn nấp hoặc có thể là săn mồi theo bay, với những cú đá có thể tiễn con mồi về miền cực nhọc một cách gọn gàng. Số 2. Struthiomimus. Struthiomimus là một loài khủng long thuộc họ Ornithomimidae với các chi dài và mảnh, khung xương nhẹ và mang đặc điểm của loài chim. Struthiomimus có thể nhanh chóng định hướng trong môi trường thời tiền sử. Con khủng long này có chiều dài gần 4 mét, cao tới hông là 1,4 mét và có trọng lượng khoảng 150 kg. Ngoài trọng lượng nhẹ, một đặc điểm khác góp phần tạo nên tốc độ của loài khủng long này là các chi thon dài, đặc biệt là hai chân sâu. Những chi dài này cùng với khớp cổ chân linh hoạt và cơ đùi khỏe mạnh đã cung cấp đòn bẩy cần thiết để vận động nhanh chóng. Theo các chuyên gia, tốc độ trung bình ước tính của loài khủng long này từ 50 đến 80 km/h. Là một loài khủng long chân thú, nó có thể chiếm vị trí săn mồi hoặc ăn xác thối trong hệ sinh thái của mình. Sự nhanh nhẹn của nó sẽ cho phép nó đuổi theo con mồi một cách hiệu quả, chống tránh những kẻ săn mồi lớn hơn và vượt qua những khoảng cách xa để tìm kiếm thức ăn và môi trường sống thích hợp. Struthiomimus sống vào thời kỳ hậu kỳ phân trắng khoảng 76 đến 66 triệu năm trước ở khu vực ngày nay là Bắc Mỹ. Rất nhiều loài khủng long khác bao gồm cả T-Rex sống cùng thời với nó. Sự nhanh nhẹn của nó có thể là một cơ chế bảo vệ thiết yếu cho phép nó phát triển mạnh trong môi trường sống năng động và cạnh tranh. Số 1. Romiciomimus. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là Romiciomimus. Romiciomimus là một loài khủng long chân thú thuộc họ Ornithomimidae, tồn tại vào cuối kỳ phân trắng. Loài khủng long này dài tới 11,5 mét và có đặc điểm thân hình mảnh khảnh, nhẹ và các chi sâu dài và khỏe, rất quan trọng cho tốc độ ấn tượng của nó. Bước chạy của nó rất chắc chắn và đôi chân dài, xương mắt cá chân hợp nhất và cổ chân mở rộng. Nó có 3 ngón chân chịu trọng lượng ở mỗi bàn chân, với ngón thứ tư và thứ năm được thu nhỏ lại và nâng lên khỏi mặt đất để có thể chuyển động về phía trước một cách hiệu quả. Một yếu tố khác góp phần vào tốc độ của nó có lẽ là kết cấu nhẹ. Romiciomimus có thể nặng khoảng 135 kg, một kích thước tương đối khiêm tốn so với một số loài nặng hơn cùng thời. Do thân hình săn chắc, xương rỗng và cánh tay nhỏ hơn nên có thể di chuyển với tốc độ cao hơn và hiệu quả hơn. Mặc dù không thể đo trực tiếp, nhưng các nhà nghiên cứu sử dụng các phương pháp tương tự hiện đại, giải phẫu so sánh và mô phỏng máy tính để ước tính tốc độ tối đa của Romiciomimus. Những ước tính này cho thấy loài khủng long này có thể đạt tốc độ lên tới 64-80 km/h. Khả năng này giúp nó dễ dàng chống tránh những kẻ săn mồi lớn hơn hoặc truy đuổi con mồi nhanh nhẹn. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng điểm qua 10 loài khủng long quái xế thời tiền sử. Thông tin trong video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn và có phần theo ý kiến cá nhân của mình thôi nha. Nên các bạn có ý kiến như thế nào thì cứ bình luận bên dưới. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nah.